Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chúc Tết cổ truyền Bun Bi Mai tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cổ truyền chính quyền, các sở ngành và nhân dân tại tỉnh Siêng Khoảng. Tham gia với đoàn có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Bun Chang Sĩ Phong Phan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Siêng Khoảng. Ông Sởm Phon Sĩ A Phai, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Siêng Khoảng và đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng đón Tết cổ truyền Bun Bi Mai hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới. Chúc tình đoàn kết, láng giềng, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và hai tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh thời gian qua công tác phối hợp gắn kết giữa hai tỉnh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại đã mang lại những kết quả thiết thực, hiệu quả. Thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long trong năm qua và những tháng đầu năm 2024, ông Nguyễn Minh Dũng mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện nhanh, hiệu quả các nội dung bản ghi nhớ đã ký kết giai đoạn 2023-2025. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng, ông Bun Chang Si Võng Phăng vui mừng trước những tình cảm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã dành cho tỉnh Siêng Khoảng. Đây là dịp để lãnh đạo cán bộ giữa hai tỉnh Vĩnh Long, Siêng Khoảng ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, hai địa phương. Ông cũng giới thiệu khái quát về những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh Siêng Khoảng trong thời gian qua và vui mừng bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã giúp cho sự phát triển của tỉnh Siêng Khoảng bằng những công trình, lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian qua. Cũng trong chiều nay, đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm đơn vị đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì tinh thần quốc tế cao cả trong cuộc đấu tranh chống giặc xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng của quân dân Lào. Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đội quy tập, động viên các chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc quy tập và làm tốt công tác chuẩn bị để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về nước đúng kế hoạch. Mùa khô năm 2023-2024, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Say Sởm Bun và Viêng Chăn. Sau hơn 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, đội đã tìm kiếm và quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã đến tham quan di sản văn hóa thế giới cánh đồng Chum thuộc tỉnh Siêng Khoảng. Cánh đồng Chum là một vùng di tích văn hóa lịch sử gần thị xã Phong Sa Van thuộc tỉnh Siêng Khoảng của Lào. Đây không chỉ là di sản văn hóa thế giới của Lào được UNESCO, Ủy ban Di sản Thế giới công nhận, mà còn là nơi ghi dấu những chiến tích anh hùng của tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào. Hơn 50 năm trước, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào đã giành chiến thắng trong chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum, đánh bại chiến tranh đặc biệt tăng cường của Mỹ ở Lào. Di tích cánh đồng Chum với hơn 2.000 chiếc chum bằng đá đủ hình dạng và kích thước có niên đại từ khoảng 500 năm trước Công nguyên tới 500 năm sau Công nguyên, có niên đại từ khoảng 500 trước Công nguyên tới 500 sau Công nguyên. Những chiếc chum đá nằm rải rác tại nhiều nơi ở Siêng Khoảng và có 3 điểm quanh thị xã Phong Sa Van đã được đưa vào khai thác du lịch.